chân tình thế nào? Mình người nổi tiếng mà canh sang cuộc tình nghĩa lừa đôi, nói dây tơ hồng đừng ngắm mà ai trốn thoa. Người đâu sao quá vô tâm mà toàn chơi trốn tìm, cả năm xa cách hôm nay mới được ở gần, vậy mà lặng lẽ trốn đi chẳng thèm để ý đến nhau, muốn cho vòng tròn mà sao quá khó khiến em đau lòng. Khổ quá anh tới cho nghe lời đó mà mắt chấp chơi soi tìm gái đẹp, sao em dùng từ như vô công, biết nhìn qua tôi biết ngay thế gian anh là kẻ chuyên cua gai, chính là ông tử đây. Người gặp nhau đã cua gà gì thế, chắc không phải thế chắc. Dù có phải thế cũng không được nói thế, nếu mà nói như thế thì mọi người sẽ tưởng là như thế, có phải không cắt chế? Tôi cứ nói thế đấy, nói thế cho thiên hạ người ta biết được cái bản chất của ông, chứ bấy lâu nay ai người ta cũng nghĩ ông Tơ là đàng hoàng đứng đắn lắm đấy. Thì không ạ, ở cái mồm bà ấy là hay xiên xẹo lắm đấy, đàn bà mà hay buôn dưa lê bán trứng thối lắm đấy. Hỏi đây, có quen em nào không? Không, chả quen em nào. Có bá vai bá cổ không? Không bao giờ. Có chụp hình không? Không chụp hình. Cái đứa nào selfie với con Hằng Nga? Ôi trời ơi, hôm đó tự thưởng một cái thì úp lên Facebook, thế là mạng bây giờ nó lan truyền nhanh thế đấy. Mà hôm đấy chụp ảnh nhá, là có cả cây đa này, có cả chú quậy đập trứng, rồi thắng trưng nên như thế này như ban ngày ban mặt. Chứ tôi có đưa vào cái chỗ mà đèn dầu nước giếng mà đom đèn đom đóm đó mà bà ghé. Ai biết được thần tiên ăn cỗ lúc nào? Thì thần tiên nó phải cho giải trí một tí chứ. Cứ ăn chay mãi này người nó cứ nịm đi. Chả bỏ quậy được phải gió chứ. Giải trí giải trẻ thì tôi không biết nhá. Nhưng mà cái tình hình mà cứ một năm trời dài đằng đẵng ông ở trên đấy, rồi ông tí tẩn, ông xí sớn với mấy cái con hot tiên ấy là tôi không chịu được. Này, bà với cái màu mới xí sớn thì chỉ có bà dưới này một năm rồi bà mới xí sớn thôi. Một ngày ở trên trời mà một năm ở dưới đất. Một tên vùi mới bước chân giáo chân ướt ở trên kia, hôm nay đã lộn về còn thời gian đâu mà gái cũ. Ông, chính ra là mình khổ lắm đấy. Quá khổ. Đúng không ông? Mình toàn đi xe duyên cho người thiên hạ, chứ còn cái duyên mình chả khác gì các liền anh liền chị quan họ ngày xưa ông nhỉ. Tôi sợ cái cảm giác này lắm bà, sợ lắm. Tình giấc chiêm bao, xin anh hãy nhìn.
sao mà dồ? Tôi dồ cái gì? Làm sao mà dồ cái gì dồ? Cái mặt đang đẹp như thế mà không biết là sao? Bà đập điện đi xong bà làm lại. Thôi, tôi có tuổi rồi ông ơi. Cho tôi tốt tát tí. Kẻo mà nó nhăn nheo cũ kỹ quá thì không ai chịu được. Với lại tình hình là cái con hàng ngai nó có đẹp lồng lóng ra. Tôi không thể nào tôi chịu được. Bà còn đập mỗi cái mặt. Con đấy là nó đập toàn bộ, nó làm từ dưới lên trên. Nó không phải gu của tôi. Gu của tôi là chân lấm tấm bèo. Chân ba chỉ. Sao chỉ? Các bác ơi, ăn thì ăn chay nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thèm thịt. Ăn chay cái gì đấy? Cái gì đấy? Không khảo mà sưng hôm nay là lỡ hết rồi. Chỉ ở đâu ra? Cái gì? Lấy tấm bèo ở cái chỗ nào? Ôi trời, ăn coi như cứ... Cái gì? Bỏ ra đây. Cái gì? Thế cái này là cái gì? Ôi giời, đi đâu mà ông mang cái gì thế này hả trời? Dây tơ hồng. Ôi trời ơi, khiếp. Sao? Cái dây tơ hồng mọi khi của ông nó mảnh mai, nó nhỏ xíu thế này này. Ông buộc vào cái cổ chân người ta thì nó mới là dây tơ hồng. Ông mang cái này đi để ông bắt lợn, bắt trâu bò nhà nào không biết nữa. Ngày xưa nhá, bà không nhớ à? Cái dây tơ hồng nó thì nhỏ như cái chỉ này, xe chỉ luôn kim thế này thôi, nhẹ nhàng thế này thôi. Bây giờ em là cứ phải dùng bằng cái dây thừng như thế này, mà có khi phải dùng ở cáp treo. Thế mà cái bọn trẻ bây giờ mà nó rất là phụt cái đất luôn. Khổ quá, được làm khổ bố mẹ thôi. Bỏ nhau xoành xoài. Này hả? Có người đến. Đâu? Úi dồi, tôi thấy nó tất ta tất tuổi, nó đang lễ mình hay sao ấy? Năm nay là măn được đấy, chắc là mang lễ đến lễ tạ. Ông ơi ông! À mà đi người không kìa. Kệ nó sẽ mang phong bì ở trong người nó. Ông, nhanh lên, nhập tượng. Nhập tượng. Có thể run chân đấy, bà đá vào tôi bỏ bố đi. Nhập vào chỗ khác đấy. Nhập tượng. Chị từ cái lúc chị xỉa sói vào mặt chúng tôi ấy. Dạ, cả đi tuổi đầu nó cứ chồng
Không ạ, con cũng chỉ là lỡ mồm xúc phạm ông bà thôi ạ. Mày xúc cái gì, mày bức cái gì thì mày bức nhá. Dạ. Mày về mày xúc rác rưởi bê vợ chồng mày đổ vào nhà với nhau. Chứ mày ra mày bức xúc, mày xúc cứ bẩn thỉu thế mày đổ vào mặt ông bà. Như thế nó không được. Thảo ơi bà, dạ, cho con nói một câu được không hả? Ừ. Dạ, ông bà cho con xin con lợn ạ. Này, dạ. Con lợn nào? Dạ, cái con lợn mà năm ngoái ạ, cũng tại nơi này, con dâng lên để cúng ông bà một con lợn quay vàng ruộng đấy ạ. À. À, nhớ rồi. Trời ơi, đây, đây, lợn của mày, đây, 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 con lợn của mày đây. Đấy, năm ngoái đấy, mày cúng con lợn vàng ruộng nhá, thế mà một năm rồi mà năm nay nó vẫn vàng ống đấy. Một năm mà nó vẫn tươi nguyên. Tôi chả hiểu là chị tiêm thuốc gì. Khiếp quá. Mình ấn tượng nhất là lải chuối xanh. Nó sao ấy nhở? Nó cũng cái lải chuối xanh năm ngoái mà năm nay nó vẫn xanh dờn. Mà mình già thì chỉ thích ăn chuối thôi. Ôi ông bà ơi, thế thì nô lễ từ năm ngoái con cúng mà ông bà không thụ đi ạ? À? Ôi giời ơi, may là vợ chồng tao thụ có mỗi cái mâm thôi đấy. Mà thụ hết con lợn thì bây giờ là ra bệnh viện ca rồi các bác nhỉ. Chúng tôi ở chỗ khác rồi. Chúng tôi mấy nghìn tuổi đầu rồi. Mà chị nỡ lòng nào chị lễ cái lễ thế này. Thế quá là đầu độc thần tiên à. Ừ. Con nói thật chứ. Con bán là bán thế thôi. Còn đứa nào ăn, đứa nào ngu thì đứa đấy chết nhạc. Vả vào mồm mày, tát vào cái mồm mày ấy. Loại vô trách nhiệm thật thế. Loại không có trách nhiệm gì. Sống chết à, mặc bay tiền thầy bỏ túi. Con nói thế thôi ạ. Con bán là một chuyện, nhưng mà cái tâm của con nó trong sáng lắm mà. Ừ, cái tâm của chị thì chúng tôi biết rồi. Dạ. Chúng tôi chứng từ năm trước cơ. Dạ. Chị đến đây xin tấm chồng đúng không nào? Ôi dạ vâng ạ. Trời ơi, thế chúng tôi cho tấm chồng rồi còn gì nữa mà khóc lóc lại kêu gào kiện cáo gì. 40 tuổi đầu mãi không lấy được chồng, đi ra đi vào gì nấm lên, thế là ông bà là mối cho một thằng chồng, thế là thằng công lý đúng không? Ôi ông ơi, công lý nào hả ông? Thằng chồng con ấy là cái thằng công cốc. Đúng rồi ông chết nào ơi, ông con này nó lấy chồng mà về mày làm đảo lộn cả dòng họa nhà chồng lên. Nó đang từ công lý mà mày chuyển họa nó thành công cốc thì tao sợ mày quá đi. Ông bà xe duyên cho con cái cọc hẳn hoi tử tế thì ông bà không xe duyên. Ông bà xe duyên cho con cái cọc mục, cọc nát, cọc thủng thì làm sao mà con có thể ở nổi. Đây này, ông bà nhìn cái thằng công cốc của ông bà đây này. Đâu? Vội đến với
rơi vội đi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Hạnh phúc nơi giờ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống. Thật vì ông ấy, chồng con là con chỉ dọa thôi chứ con nào có dám đánh chồng con đâu.